Lan Hương kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng nhất, cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị đến với tin chính sau đây. Trump nhận tin quá vui Biden quyết luận tội bằng được nhưng phải cái đáng thừa nhận, ông Trump sẽ trắng án. Biden vừa nhậm chức đã nhận đòn đau khi bị thẩm phán chặn mệnh lệnh đảo ngược chính sách Trump. Tổng thống Biden gặp khó trong sứ mệnh đoàn kết nước Mỹ vì vụ luận tội ông Trump. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Trump nhận tin quá vui, Biden quyết luận tội bằng được nhưng phải cay đắng thừa nhận ông Trump sẽ trang án. Phát ngôn trên được ông Biden đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngắn với hãng tin CNN tại sảnh cánh Tây. Đây là lần đầu tiên ông Biden đưa ra bình luận về việc luận tội ông Trump kể từ sau khi ông lên nắm quyền tổng thống. Biden thừa nhận việc luận tội ông Trump có thể ảnh hưởng tới chương trình nghị sự của chính quyền hiện tại, cũng như làm chậm lại việc xác nhận các ứng viên nội các ở Thượng viện. Chính quyền ông Biden có một danh sách dài các đề cử nội các và đề xuất gói cứu trợ COVID-19 cần được Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, đưa kim Tổng thống cũng cho rằng sự ảnh hưởng này sẽ còn tồi tệ hơn nếu vụ luận tội không được tiến hành. Tổng thống Biden cho biết rằng ông tin rằng kết quả phiên tòa luận tội sẽ khác nếu ông Trump còn tại nghiệm khoảng 6 tháng. Nhưng vì ông Trump đã hết nhiệm kỳ, nên ông Biden cho rằng phe Dân Chủ sẽ không thu thập được đủ thêm 17 phiếu từ phe Cộng hòa ở Thượng viện để kết tội ông Trump. Thượng viện đã thay đổi so với khi tôi ở đó, nhưng nó không thay đổi nhiều, ông Biden nói. Nhận định của ông Biden được đưa ra sau khi các hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ nộp nghị quyết luận tội ông Trump lên Thượng viện Mỹ. Dự kiến Thượng viện sẽ mở phiên tòa xét xử ngày 9 tháng 2 phiên tòa được chú ý trong những ngày đầu ông biden nhậm chức khi ông cố tìm cách tạo cân bằng giữa việc ủng hộ phiên tòa và thúc đẩy thông điệp đoàn kết bình luận của ông biden trên cnn tối thứ hai được đưa ra dựa trên một tuyên bố của ông hồi đầu tháng rằng cuộc bỏ phiếu luận tội ở hạ viện là một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng được thực hiện bởi các thành viên tuân thủ hiến pháp và nghe theo lương tâm của họ ông biden cho biết tôi hy vọng bà lãnh đạo thượng viện sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình về việc luận tội theo hiến đồng thời giải quyết các công việc cấp bách khác của quốc gia Ông Trump là tổng thống Mỹ duy nhất bị hạ viện luận tội hai lần và sẽ trở thành người đầu tiên phải ra tòa sau khi rời nhiệm sở. Ông kết thúc nhiệm kỳ ngày 20 tháng 1. Thành viên Đảng Dân chủ Patrick Leahy, thành viên lâu nhất tại Thượng viện cho biết rằng ông là người chủ trì phiên tòa. Mặc dù hiến pháp Mỹ yêu cầu tranh án phải chủ trì các phiên luận tội của tổng thống, nhưng vì ông Trump đã không còn tại nhiệm nên phiên tòa sẽ được chủ trì bởi một thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Leahy được bầu vào thượng viện lần đầu tiên năm 1974, nay 80 tuổi. Trong phiên họp sắp tới đây, phe dân chủ của thượng viện sẽ cần thêm lá phiếu của ít nhất 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để có thể chính thức kết tội ông Trump. Tin tiếp theo, Biden vừa nhậm chức đã nhận đòn đau khi bị thẩm phán chặn mệnh lệnh đảo ngược chính sách Trump. Theo Reuters, thẩm phán bang Texas Drew Tipton, một người do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hôm 26 tháng 1 ra phán quyết tạm thời chặn chính sách trên của ông Biden trong 14 ngày sau khi bang Texas đệ đơn kiện xác lệnh của tân Tổng thống. Trong đơn kiện mới đây gửi lên tòa án, Tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton viết, trong ngày đầu nhiệm sở, chính quyền Tổng thống Biden đã gạt sang một bên luật về nhập cư do Quốc hội ban hành và hoãn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Với hành động đó, chính quyền ông Biden đã phớt lờ những nguyên tắc cơ bản mà hiến pháp đưa ra và vi phạm cam kết bằng văn bản với bang tách nhằm giải quyết các mối lo ngại về vấn đề nhập cư. Ngay sau khi nhận nhiệm sở, ông Biden ký 15 sắc lệnh hành pháp và hai chỉ thị nhằm đảo ngược các chính sách của chính quyền tiền nhiệm, trong đó có chính sách hoãn trục xuất người nhập cư trong vòng 100 ngày. Theo đó, lệnh tạm hoãn sẽ áp dụng cho bất kỳ người nào ở Mỹ đã bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất trừ khi họ đến sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 hoặc nếu họ tự nguyện từ bỏ quyền ở lại Mỹ. Tuy nhiên, những người không phải công dân Mỹ vẫn có thể bị trục xuất nếu họ bị xem là các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng và an ninh biên giới. Những người tham gia khủng bố hoặc gián điệp hoặc bị tình nghi, những người vượt biên trái phép. Chính quyền của Biden nói rằng chính sách trên nhằm đảo ngược một hệ thống chấp pháp, nhập cư công bằng và hiệu quả, tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh biên giới và an toàn của cộng đồng. Phán quyết của thẩm phán Texas có thể coi là bước lùi pháp lý đầu tiên đối với nỗ lực của Biden nhằm đảo ngược chính sách của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Chính quyền của Biden được cho là sẽ kháng cáo phán quyết này. Tin tiếp theo, Tổng thống Biden gặp khó trong sứ mệnh đoàn kết nước Mỹ vì vụ luận tội ông Trump. Trong tuần đầu tiên làm Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden tìm cách kêu gọi mọi người không coi mình là phe dân chủ hay Cộng hòa, mà là người Mỹ đoàn kết chống đại dịch. Tuy nhiên, khi phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump chính thức được lên lịch, nó đã làm sứ mệnh đoàn kết của tân Tổng thống Biden phức tạp hơn rất nhiều. Theo kênh CNN, 4 năm qua, nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, nền dân chủ lâm nguy. Dù rời Nhà Trắng, lui về khu nghỉ dưỡng Malaga từ ngày 20 tháng 1, nhưng vụ luận tội vào tháng 2 tới đây khiến ông Trump trở thành tâm điểm. Trong dịp này, ông Trump có thể tiếp tục coi bản thân là nạn nhân của cuộc săn phù thủy và tập hợp người ủng hộ. Khi đó ông Biden rơi vào tình thế gần như không thể tránh khỏi là vấn đề phân cực đang tồn tại có dịp nổi lên mạnh. Ông Biden cho rằng cựu tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn ở tòa quốc hội ngày 6 tháng 1, nhưng ông không thể hiện mong muốn gì rõ rệt về kết quả mà sắp luận tội sắp tới đây. Ông dành sự quan tâm trong 3 ngày đầu ở Nhà Trắng để ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp lật ngược di sản của ông Trump, đồng thời tích cực điện đàm để đạt được đồng thuận về lập pháp theo CNN, phiên tòa luận tội sắp tới đây có thể thổi bùng ngọn lửa chia rẽ đảng phái ngay khi ông Biden đang cố sức dập tắt. Ông Biden có thể không có giải pháp rõ ràng để thực hiện cam kết tranh cử là đoàn kết đảng phái và khiến quốc hội đang chia rẽ đạt được thỏa thuận với nhau. Niềm hy vọng rằng ông Biden có thể mang tới tinh thần khác biệt cho Washington phần nào giảm bớt khi lãnh đạo phe dân chủ đa số tại Thượng viện George Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thông báo rằng Hạ viện chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện tối 25 tháng 1. Quá trình tranh tụng bắt đầu vào ngày 9 tháng 2. Phiên luận tội bị trì hoãn giúp ông Biden vì tới nay mới có vài đề cử nội các được thượng viện thông qua. Đây là tốc độ chậm hơn rất nhiều so với các chính quyền trước. Ông Biden nhấn mạnh điều này khi được hỏi về việc có hài lòng với khung thời gian luận tội giữa tháng 2 hay không. Tổng thống Biden thận trọng khi nói về việc tổ chức phiên luận tội ông Trump ở thượng viện khi ông Trump đã rời nhà trắng. Ông Biden chỉ nói để cho các lãnh đạo thượng viện quyết định thời gian và cơ chế luận tội. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã không trả lời câu hỏi nào về quan điểm của Biden với phiên luận tội. Tại thời điểm này, dư luận đặt câu hỏi về tính cần thiết của phiên luận tội, nhất là khi Thượng viện ngày càng cho thấy sẽ không kết tội ông Trump. Kết tội ông Trump cần 17 thượng nghị sĩ Công hòa bỏ phiếu, cộng thêm 50 thượng nghị sĩ Dân chủ. Đây là số phiếu bầu cao, khó đạt với bất kỳ một vấn đề lập pháp nào, chứ chưa nói tới vấn đề luận tội gây tranh cãi. Mặc dù nghị sĩ Cộng hòa cấp cao bất đồng với cách thức trừng phạt ông Trump vì vai trò trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, nhưng nhiều người đặt ra vấn đề rằng luận tội tổng thống đã hết nhiệm kỳ có hợp hiến pháp không. Tranh cãi về tính hợp hiến của phiên luận tội đang là vũ khí hữu ích của các thượng nghị sĩ Cộng hòa. Khi đặt ra vấn đề hợp hiến, họ sẽ tránh làm mất lòng cử tri ủng hộ ông Trump và cũng không rơi vào tình huống phải chống lại ông Trump để làm vừa lòng các cử tri phản đối vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn. Trong suốt tuần đầu tiên làm việc, ông Biden cho thấy ông đang tìm cách đưa người Mỹ vượt qua thời kỳ ông Trump làm tổng thống, không chỉ về chính sách mà còn về tinh thần. Ông tuyên bố với nhân viên mới rằng, nếu ông nghe họ nói xấu hoặc không tôn trọng đồng nghiệp, ông sa thải ngay lập tức. Ông nhấn mạnh rằng, ông tin mọi người đều xứng đáng, nhận được sự đối xử tử tế và phẩm giá, điều mà ông cho là không tồn tại trong 4 năm qua. Ở chấp sự phản đối của một số nghị sĩ cộng hòa, ông Biden đảo ngược các chính sách gây tranh cãi nhất của ông Trump, thông qua sắc lệnh hành pháp, ngừng xây dựng tường biên giới ở Mỹ Mexico, hủy dự án đường ống Keystone XL, tham gia hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu, hủy lệnh cấm nhập cảnh với một số quốc gia hồi giáo. Tuy nhiên, ông Biden tập trung vào các hành động có thể giành sự ủng hộ của cả hai đảng, các biện pháp tăng tốc phân phối vaccine như kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng để sản xuất thêm thiết bị y tế như kim tiêm, xi lanh, đặc biệt dùng cho tiêm vaccine COVID-19. Kế hoạch tăng tốc mở cửa trở lại trường học, gia hạn thời gian cấm trục xuất người thuê nhà. Chính sách nhằm tăng cường an ninh lương thực giữa đại dịch. Đây là vấn đề được cả đảng Dân Chủ và Cộng hòa quan tâm. Khi vạch ra con đường phía trước cho nước Mỹ, ông Biden nhấn mạnh ông không thể làm tất cả chỉ bằng ký sắc lệnh hành pháp, kêu gọi các thành viên quốc hội thương lượng về gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ mà ông đề xuất. Khi Thượng viện Mỹ ở thế cân bằng 50-50, nếu không tính ghế của Chủ tịch Thượng viện, hai lãnh đạo George Palmer Dân Chủ, Miss McConnell Cộng Hòa đang tranh cãi về thống nhất chia sẻ quyền lực ở Thượng viện, về số ghế mà mỗi đảng kiểm soát trong các ủy ban của Thượng viện. Mặc dù Biden đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Cộng hòa về chi phí gói cứu trợ nói trên, nhưng Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brandis lại cảnh báo rằng người Mỹ có thể rơi vào khủng hoảng y tế trầm trọng hơn và hồi sâu kinh tế nếu không có gói cứu trợ đó. Ông Biden từng lưu ý có thêm 900.000 người Mỹ thất nghiệp, nhiều gia đình buộc phải sống nhờ ngân hàng thực phẩm. Khi bảo vệ gói kích thích trên, ông Biden cho biết cần có sự đồng thuận về vấn đề kinh tế và phải hành động quyết liệt táo bạo để kinh tế tăng trưởng. Ông khẳng định gói kích thích là khoản đầu tư thông minh giúp Mỹ duy trì lợi thế cạnh tranh khắp thế giới. Ông nói rằng vấn đề này không có ý nghĩa gì đảng phái, tôi cho rằng người dân nước này không muốn đứng ngoài và nhìn bạn bè hàng xóm đồng nghiệp người Mỹ đói nghèo, mất nhà cửa, mất phẩm giá, hy vọng và sự tôn trọng. Tôi không nói người dân chủ và cộng hòa đói nghèo và mất việc, mà tôi nói rằng người Mỹ sẽ đói nghèo và mất việc. Tuy nhiên, điều Biden phải nỗ lực rất nhiều đó là phải thuyết phục hai đảng khi ông đang huy động ý chí chính trị để có thể thông qua gói kích thích. Trong lúc ông tìm kiếm sự đồng thuận hai đảng, có dấu hiệu cho thấy hai đảng đang rút lui về góc quen thuộc khi mà phiên luận tội là cản trở lớn nhất trên con đường của tân Tổng thống Biden. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị và các bạn hãy chia sẻ tới nhiều người xem và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV lan hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe bình an kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo